Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Acobi. Và hôm nay sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, đến từ anh VGP có tên gọi là Mộng Kiếm Tiêu Dao, một tựa game MMORPG lấy chủ đề tiên hiệp nha mọi người nhá. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con Mộng Kiếm Tiêu Dao này, game kiểu nhập vai màn hình ngang mọi người ạ. Thì con game này thì nó sẽ có đồ họa theo kiểu style đồ full 3D chibi nha mọi người nhá. Đây là kiểu đồ họa chibi này. Chúng ta sẽ có 4 lớp nhân vật, đầu tiên đó là pháp thần, một lớp nhân vật đánh phép này. Và các bạn hãy xem trước cái phần biến thân, tức là mỗi nhân vật thì nó sau này có phần biến thân luôn. Đó, rất là hoành tráng. Giới tính nhân vật thì nó sẽ cố định anh em ạ. Đó, đây là nhân vật pháp thần này. Lớp nhân vật thứ hai là chúng ta sẽ có lớp nhân vật tên gọi là một lớp nhân vật cầm cung Vũ Thánh. Đây, cho anh em xem biến thân luôn. Đấy, game kiểu style đồ họa chibi nhá. Đó. Đây, biến thân này thành biến thành hàng Nga luôn à, ảo nhỉ. Lớp nhân vật thứ ba đó là Đao Tôn, một lớp nhân vật cầm đao. Là giới tính nam. À, xem biến thân nhá. Để xem biến thân là cái gì này. Ôi, biến thân thành cầm cung luôn, ảo nhỉ, như kiểu hậu nghệ ấy. Biến thành hậu nghệ này. Đó, hình như là biến thành thần ấy mọi người ạ. Cái này kiểu như biến thành thần ấy. Đó, Đao Tôn biến thành hậu nghệ luôn này. Và cuối cùng là một lớp nhân vật cầm kiếm. Chắc là kiếm tôn này. À, kiếm tiên. Đấy. Xem biến thân nhá, biến thân thành cái gì đây. Ồ, xem phần biến thân nào. Wow. Mình không... Tức là đại loại mình thấy là nó sẽ biến thân thành các cái nhân vật thần thoại của Trung Quốc ấy. Thì mỗi nhân vật thì nó sẽ có... Ngoài việc là vũ khí thì nó sẽ có những cái chỉ số như kiểu sát thương này, sinh tồn này, công kích, hỗ trợ, khoảng cách. Thì mọi người có thể dựa vào đấy để lựa chọn nhá. Có lẽ mình sẽ chơi kiếm tiên luôn đi. 63. Đó, đây phần nhân vật. 4 lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Đó, các bạn lưu ý khi mà lựa chọn trong con Mộng Kiếm Tiêu Dao này. Thì về cơ bản game này là game MMORPG có lối chơi rất là quen thuộc thôi. Chúng ta sẽ có một con game đồ họa full 3D như này. Các bạn này xoay 360 độ. Đó, các bạn ban đầu sẽ đi làm nhiệm vụ chính tuyến, cứ click vào nhiệm vụ có auto tìm đường, auto chiến đấu, nói chung là mọi thứ nó hỗ trợ tận răng cho các bạn rồi. Cái lối chơi nó rất là quen thuộc với bạn nào hay chơi game nhập vai trên mobile. Kể cả bạn người chơi mới thì cũng rất là dễ làm quen thôi đúng không? Kiểu chơi này thì nó sẽ phù hợp với đại đa số game thủ, nó không phải là một dạng game hardcore. Đấy, còn về mặt đồ họa thì như mình đã nói là đồ họa 3D theo kiểu style chibi. Cái kiểu đồ họa chibi này thì tùy, có những bạn sẽ không thích cái kiểu đồ họa chibi này bởi vì là các bạn cho nó hơi trẻ con. Cái này thì tùy sở thích mỗi người nha. Rồi, đi làm nhiệm vụ này, các bạn mở khóa dần dần các cái kỹ năng của nhân vật. Đấy, đồ họa game này thì rất là nhẹ nhàng, mượt mà, tươi sáng. Đấy, rất là dễ nhìn. Đây là phần cài đặt này, các bạn có thể tùy chỉnh lên HD luôn cho nó nét. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đấy, mở khóa các cái tính năng. Thì dựa theo cấp độ thì nó sẽ mở khóa dần các cái tính năng em nhé. Đấy, chiến đấu thì cũng auto hết rồi, thì các bạn sẽ không phải động tay động chân gì cả. Các kỹ năng thì mở khóa dần dần. Ở đây thì mình chưa xem, đây có phần nhân vật này, chưa xem được phần kỹ năng. Mình không biết là kỹ năng nhân vật nó để đâu, hoặc là nó chỉ giới hạn kỹ năng nhân vật khoảng 4 kỹ năng thôi. Mình thấy là chắc là nó giới hạn đấy hay sao nhỉ. À không, nó có phần đổi này, tức là cũng sẽ nhiều kỹ năng đấy. Rồi, các bạn có phần linh sủng nhá. Cái phần linh sủng này là như kiểu pet ấy mọi người. Sau này các bạn có thể triệu hồi pet ra và tham gia. Thì pet nó sẽ có kỹ năng, và kỹ năng thì nó sẽ trợ chiến cho nhân vật của người chơi. À, mình sẽ khiêu chiến này. Cái này thì phải khiêu chiến để nó mở khóa pet. Thì gọi là pet được mà các bạn gọi linh sủng cũng được. Thì con game này là chủ đề tiên hiệp mà, nên mọi thứ nó sẽ gọi là linh sủng này, linh dực à, tọa kỵ các thứ. Đó. Nói chung là nó sẽ đầy đủ các tính năng, vừa để làm đẹp cũng như là vừa để mạnh hóa cho nhân vật của người chơi. Là rồi phó bản. Đấy, hoàn thành 3/5. Hoàn thành tất cả thì mình sẽ mở khóa. Rồi các bạn này nạp đầu thì nhận được vũ khí 5 sao rồi các kiểu nhá. Nạp đầu thì nó rẻ thôi. Mình vẫn khuyên anh em là nếu mà chơi lâu dài thì các bạn nên nên nạp đầu. Nó khá là rẻ và cái phần quà ban đầu thì cũng rất là tốt để các bạn trải nghiệm game ban đầu. Đây, game này cũng có VIP, các bạn nạp đầu thì sẽ được VIP 3, à nạp thẻ tháng thì VIP 3 luôn. Và cao nhất là cấp VIP số 12. Rồi, tiếp tục này. Đấy, rất là đông người chơi. Hiện tại thì con game này đã có 4 server rồi mọi người ạ. Game lồng tiếng các thứ đầy đủ luôn. Rồi, lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Đấy, hiệu ứng kỹ năng này. Ở đây mình đã mở khóa 3 kỹ năng rồi.
các tính năng thì nó cũng mở khóa dần dần. Đây túi đồ này, lắp trang bị mà. Hệ thống trang bị thì nó cũng chia phẩm cấp thôi, xanh lá, xanh dương, tím, cam, đỏ gì đó. Nói chung về mặt lối chơi thì thật sự là cái con Mộng Kiếm Tiêu Dao này thì nó cũng không có gì khác biệt so với những con game mà anh em từng chơi đâu. Trên những nhập vai trên mobile mà lấy chủ đề tiên hiệp, kiếm hiệp ấy, nó y hệt luôn, nó không khác cái quái gì cả. Các tính năng nó cũng na ná như nhau. Đấy. Nên là về cơ bản thì đơn giản để chơi. Chỉ có cái là đấy, game đồ họa style chibi này thì có thể một số người sẽ không thích thôi. Đây nâng cấp tọa kỵ này, sau này có một phần huyễn hóa. Đây danh sách này, nói chung là danh sách huyễn hóa thì không nhiều lắm. Ở danh sách những cái con huyễn hóa thuộc cưỡi này của game này là mình thấy là hơi ít. Sau này có cả linh dực, linh kỵ này, linh dực là cánh đấy. Rồi kích hoạt linh sủng nhá. Đây có pet rồi. Pet sẽ có kỹ năng pet và nó mới chia các cái loại hệ khác nhau. Mình chưa biết là hệ như nào để mình xem. Đây có phần linh sủng này, các bạn có thể xuất chiến ra. Đây mình sẽ xuất chiến. Đây, pet nó sẽ chia làm 3 loại, đó là ma, linh, tiên. Đấy, 3 hệ ma, linh, tiên. Rồi các bạn sẽ có phần đồ giám này. Đấy, rất là nhiều các cái linh sủng khác nhau, đi kèm đó là những cái phần kỹ năng hỗ trợ. Thì tối đa các bạn này xuất chiến được 3 linh sủng. Và sau này có cả trận bị gia tăng nữa. Đấy, thì các bạn hãy lắp vào. Nói chung là các bạn sẽ phải gacha. Cái này có phải gacha ra mấy con linh sủng càng nhiều càng tốt, rồi nâng cấp chúng lên. Thì nó cũng, cái linh sủng này cũng rất là quan trọng trong việc hỗ trợ tăng lực chiến cho người chơi, rồi giúp người chơi chiến đấu nó mạnh hơn, đặc biệt là cái phần kỹ năng hỗ trợ. Thì các bạn lưu ý nhá. Thực ra cái này thì cũng không phải là cái gì đặc biệt cả, bởi vì nhiều game nó cũng có rồi. Nhiều game cũng tập trung vào cái phần kiểu pet, kỹ năng pet này rồi. Thì thực sự là nó không phải cái gì đặc biệt. Ôi cái này phải VIP 3 mới mở á. À, sẽ có một cái kỹ năng gì đó mà các bạn sẽ cần thăng lên VIP 3 để có thể mở. Ồ, cái này thì gọi là hơi pay to win nhỉ. Đây mình thấy nó mở khóa cái phần cái gì, kỹ năng gì đó sẽ cần VIP 3 nó mới mở được. Đấy, có một số cái chắc là phải VIP. Nói chung là nếu các bạn xác định chơi lâu dài thì nạp thành VIP 3 cũng được thôi. Mình nghĩ là chắc mà mất 100-200 à. Đây, các tính năng thì mở khóa dần dần nhá. Đấy, tính năng game nó sẽ mở khóa dần dần. Nói chung là game này thì đơn giản, dễ hiểu, dễ chơi thôi. Nhớ là nâng cấp linh sủng rồi các kiểu lên cho anh em, cho mình. Rồi, chiến đấu này chúng ta sẽ có phần biến hình. Đó, các bạn sẽ có phần biến hình. Wow. Biến hình thì sẽ có kỹ năng chiến đấu riêng và tất nhiên là mạnh hơn, nhưng mà thời gian biến hình thì nó cũng sẽ có hạn thôi. Thủy triều cuộn sóng này. Đấy, chúng ta sẽ có phần thần tướng biến hình. Đây, các bạn có phần thần tướng này, các bạn để biến hình lên. Các cái nhân vật mà các bạn có thể biến hình ở đây toàn là những nhân vật trong thần thoại thôi. Ví dụ như đây là Tịch Ly này, Câu Mang này, rồi Trúc Dung này, Lôi Trạch này và Vọng Thư. Mấy cái này bạn nào mà hay đọc thần thoại kiểu phong thần bảng các thứ này nọ của Trung Quốc ấy, thì chắc chắn là, hoặc là đọc cái Sơn Hải Kinh ấy, thì là sẽ biết được các cái nhân vật trong thần thoại của Trung Quốc nó đấy là những cái nhân vật như thế này. Đấy, mình thì cũng hay tìm hiểu một chút về phần thần thoại Trung Quốc nên mình biết. Rồi các bạn phần cảnh giới nhá. Đó, các bạn để thăng cấp cảnh giới này. Đấy, các bạn để nâng cấp cảnh giới của nhân vật lên. Đây, cảnh giới này. Hồng Trần, Vấn Đạo, Sơ Khuyên, Trúc Cơ, Kết Đan, Kim Anh, Nguyên Anh. À, cao nhất là, ui ôi, Vĩnh Hằng luôn. Đấy, ui, rất là nhiều cấp cảnh giới này, tha hồ mà nâng em ạ. Cao nhất là cấp Vĩnh Hằng luôn nhá. Wow, dã man nhỉ. Không biết bao giờ nâng cấp, bạn nào nâng cấp được hết cảnh giới của nhân vật. Mình phải chơi game rất là lâu. Rồi các bạn hãy thăng cấp này. Ấn thăng cấp nhanh. Đấy, hiện tại chưa có pet xịn thì cứ dùng tạm con pet này thôi. Rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ nhờ. Rồi dần dần thì nó sẽ mở khóa thêm các hoạt động hàng ngày nhé mọi người nhé. Đây, một số phần quà nhận thưởng ở đây này. Đấy, lại đi làm nhiệm vụ thôi. Hiện tại thì nó chưa mở hoạt động hàng ngày. Ở đây thì mình vẫn đang cày cấp và mình đang level 38 rồi. Cái nhịp độ game nó cũng nhanh, cũng không phải là quá chậm, nhưng mà cũng rất là đơn giản, dễ hiểu, dễ chơi. Mọi thứ trải nghiệm đều rất là quen thuộc. Với mình thì hay chơi game nhập vai nhiều rồi, thì về bản chất cái game này nó bảo là đột phá về gameplay thì không có đâu. Mình thấy gameplay nó vẫn vậy à. Nó rất là giống nhiều game mình đã từng trải nghiệm rồi. Nó không có cái gì gọi là quá đặc biệt cả. Được cái là game nó nhẹ nhàng, mượt mà, và phù hợp với những bạn nào thích chơi game nhập vai kiểu nó không cần hardcore ấy. Nó chỉ cần cày cuốc kiểu auto trên mobile như này thôi. Đấy.
Tất nhiên với bạn nào đòi hỏi những con game bom tấn AA thì chịu rồi, các bạn có thể tìm những con game khác. Đấy, nâng cấp dần lên này. Và các bạn để zoom ra xa nhé, zoom gần zoom xa. Full đồ họa full 3D mà, mọi thứ rất mượt. Ở đây mình chơi bằng giả lập thôi, nhưng mà mọi thứ đều rất là mượt mà luôn anh em ơi. Rồi, tiếp tục đi nhiệm vụ và nhớ là nâng cấp lên. Đấy, có nguyên liệu thì để nâng cấp tọa kỵ thủ cưa nó biến hình tăng lực chiến. Quen không? Quá quen luôn, nhiều game có rồi. Rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Ở đây mình vẫn đang đi làm nhiệm vụ chính tuyến này, nó chưa mở hoạt động hàng ngày. Đây chúng ta có phần đánh boss. À game đã mở đánh boss rồi. À, các bạn để khiêu chiến boss để nhận thưởng trang bị. Boss thì nó sẽ chia theo tầng và chia theo cấp bậc của người chơi. High level của người chơi nó sẽ có cái tầng nha, các bạn để đánh vào. Đây là boss thế giới nhé mọi người nhé. Thì các bạn để khiêu chiến boss và nhận thưởng trang bị. Sau này các bạn để cạnh tranh với người chơi khác mà nó sẽ tính theo hạng xếp hạng của người chơi ấy, để nó phân chia trang bị nhận thưởng kiểu như thế. Đấy, được trang bị này. Ôi, toàn ra đồ xanh này, cay lắm ăn. Đấy, rồi các hoạt động ngày thì nó sẽ mở dần dần. Các bạn sẽ kết hợp với việc đánh boss, đi đấu trường PvP này, rồi các hoạt phó bản hàng ngày, kiếm nguyên liệu. Thì về cơ bản thì con mộng kiếm tiêu dao này như vậy thôi. Thì bạn nào mà yêu thích dạng game nhập vai có đồ họa chibi thì có thể tải con game này trên Google Play cũng như App Store chơi thử nhá, game của ngành VGP. Cảm ơn đã coi này của Sói Bạc. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Cao Bi. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.